Cảm ơn quý vị đã không rời mãi để theo dõi chương trình Người Việt đó đây trên đài truyền hình VNA băng tần 57.3 cùng với Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Trở lại về cái thao hô, hai cái thao hô xảy ra cùng một lúc. Dĩ nhiên nó không phải là cái tranh luận, thành ra cái người theo dõi hơi bị khó khăn. Là nếu mà theo dõi ông Trump thì không thể theo dõi được ông Biden, mà theo dõi ông Biden thì không theo dõi được ông Trump. Và đáng lẽ là 15 tây tháng 10 là một cuộc tranh luận, nhưng mà vì cái lý do, một lý do nào đó mà nó không xảy ra. Và mình hy vọng là ngày 22 tây tháng 10, một cái cuộc tranh luận ngày 22 tây tháng 10 nó sẽ xảy ra, để mà cái người dân có thể theo dõi cùng một lúc hai cái ứng viên. Trở lại là cái style của tổng thống Trump thì là style gọi là tấn công, là coi như là không trả lời những câu hỏi của cái người gọi là hướng dẫn, moderator của NBC, nhưng mà coi như là một cái hình thức gọi là tấn công và không đi vào cái nội dung của câu hỏi. Một bên đó là hình thức ôn hòa và đi vào nội dung của câu hỏi. Thì hai cái hình thức đó thì mình có thể chia sẻ với khán thính giả. Cho đến bây giờ đó, cái đối tượng của chiến lược của ông Trump bây giờ không còn là thuyết phục những người mà độc lập nữa. Tại vì cái số mà lưng chừng bây giờ còn quá ít, 2-3%, mà thật ra đó, cái người tổng thống đương nhiệm á, sau 4 năm rồi, mà nếu bây giờ này người ta chưa muốn bỏ phiếu cho mình đó, thì có lẽ là người ta sẽ không bỏ phiếu cho mình. Cho nên cái đó không còn là việc nữa. Mục tiêu của ông Trump bây giờ là turn out. Tức là tất cả những người mà đã thích mình rồi, thì ông phải làm sao cho người ta lên tinh thần, mà người ta về, người ta kéo hàng xóm, bạn bè người ta đi ra. Vì nói cho cùng, cái số người mà đi bỏ phiếu, số cử tri bỏ phiếu trong 4 năm trước á, khoảng chừng 60% số cử tri ở Mỹ á, cho nên còn khoảng chừng 40% ở cả hai phe luôn, vẫn chưa nhập cuộc. Thì đó là cái kho của mỗi bên, là đều có là như cái mỏ của mình. Nhưng ông Trump hy vọng thế nào? Ông Trump muốn là bây giờ coi như là ông không muốn thuyết phục bên phía độc lập. Bên phía đối lập thì dĩ nhiên là không thể thuyết phục. Bên phía độc lập ông không muốn thuyết phục. Bên phía cái base của ông thì ông muốn turn out đi bỏ phiếu. Nhưng mà cùng một lúc thì ông lại chống cái vấn đề bỏ phiếu bằng thơ. Thì như vậy nó có bất lợi cho, tức là một mặt thì muốn bỏ phiếu cho thiệt nhiều, nhưng một mặt lại không cho bỏ, ông không muốn bỏ phiếu bằng thơ, thì nó có mâu thuẫn không? Mình tưởng vậy. Cái này là cái thơ ông Trump mà mình người thấy khó hiểu. Mình tưởng là như vậy, nhưng mà thực sự đó, thứ nhất á, là những gì mà ông Trump nói ra đó, bỏ phiếu bằng thư được không á, nó bên phía bên Cộng hòa họ có cái chiến lược như vậy. Họ sẽ sử dụng cái phiếu ngay ở địa phương này, mình thấy họ sẽ sử dụng cái phiếu bằng thư, nhưng mà họ kêu người ta đừng bỏ vô thùng thư thôi, đem đến phòng phiếu để bỏ, hoặc là đem đến những cái thùng phiếu mà đảng Cộng hòa đã để ở ngoài sẵn để thu phiếu. Nhưng mà trở lại vấn đề California, đã xảy ra chuyện đảng Cộng hòa làm những cái thùng phiếu như vậy, và cái ủy ban tổ chức bầu cử thì nói như vậy là bất hợp pháp. Vì mà thật sự là đúng là nó bất hợp pháp, là vấn đề về cái ủy ban tổ chức bầu cử là quyết định trong vấn đề đó, nhưng mà đảng Cộng hòa thì làm như vậy, thì như vậy thì trên phương diện là nói đến chuyện đó, cái đó rất là lý thú. Theo luật sư đảng Cộng hòa thì họ không làm gì sai hết, và họ chích đúng cái điều khoản của cái luật bầu cử mới ở California luôn. Luật bầu cử nó nguyên văn á, năm 2016 mới thông qua, bất cứ người cử tri nào cũng có quyền giao phiếu cho bất cứ người nào. Thì bên Cộng hòa cái lập trường của họ là vậy, tôi để cái thùng phiếu đó thì theo luật mà cử tri được quyền giao phiếu cho người khác, cho nên bây giờ tôi để cái thùng này, cái người ở đây là cái đảng Cộng hòa, cử tri tin tôi thì khi bỏ tôi thùng phiếu đó, không tin thôi đi chỗ khác bỏ, rồi tụi tôi sẽ gom hết cái phiếu đó, tụi tôi đem giao lại cho phòng văn phòng bầu cử. Họ nói là họ làm đúng cái tinh thần của cái luật đó. Cái luật này á, thì họ chống ngay từ đầu, họ nói là đừng cho cái việc này, nhưng mà bên Dân Chủ họ thông qua 4 năm trước. Cho nên đảng Cộng hòa cay lắm, và thực sự họ thua khoảng 2 năm trước là cũng vì cái chuyện đó, harvesting đó, cái chuyện mà đi thu phiếu á, họ cay lắm. Cho nên bây giờ họ mới gọi là nhân cái cơ hội này, họ muốn mượn cái này để mà họ làm một cái trường hợp, họ làm test case. Thì theo cái lời của luật sư của đảng Cộng hòa, toàn tiểu bang California luôn trả lời với chính quyền vào ngày hôm qua, họ nói là tụi tôi không có move,
giờ quý vị muốn thì kiện tôi ra tòa để gặp thật ngay tòa và tòa sẽ giải thích cái luật này như thế nào. Nếu mà cảm thấy cái luật này vô lý thì hãy sửa lại luật này đi. Tức là vấn đề đây sẽ được quyết định bởi tòa. Đúng. Bên Cộng Hòa họ muốn dùng cái này để mà làm cái ví dụ để họ đem làm lớn chuyện thêm. Thì đó là mình kính thưa quý vị, đó là về vấn đề tình trạng bầu cử hiện giờ. Thì tình trạng hiện giờ nếu mà bỏ phiếu ngày hôm nay thì dĩ nhiên là nó sẽ bất lợi cho Tổng thống Trump. Nhưng mà còn khoảng gần 20 ngày nữa thì chưa biết cái chiều hướng như thế nào. Mình bên đừng phía... có không thể underestimate ông Trump ở cái chỗ là khả năng mà về hiện giờ khả năng của cái đám đông. Ông đi đến đâu là mấy chục ngàn dân ra. Là thì ông đang mong ở cái chỗ đó. Ông bị mất hết tuần lễ nằm nhà vì cái cơn bệnh đó, cho nên giờ gần như là từ giờ đến ngày bầu cử ngày cuối cùng đó, là ông sẽ cứ đi mỗi ngày luôn, đi liên tục. Nhưng mà đám đông đó là đám đông cái base của ông, đúng không? Thành ra nếu mà nó đám đông là cái base thì nó đưa tới vấn đề là nó làm cho cử tri độc lập, cũng như một số người nói là đây là những cái sinh hoạt mà gọi là super spreader, tức là tạo cơ hội cho COVID-19 lây nhiễm. Thì dĩ nhiên là những cái trường hợp lớn chưa xảy ra, mặc dù nó có một sự kiện ở tại Vườn Hồng và xảy ra ngay tòa Bạch Ốc. Nhưng mà trường hợp của Tổng thống Trump thì đã xảy ra ở Tulsa, Oklahoma. Là nó cũng sau cái sự kiện, cái rally ở đó thì ngay cái ông Herman Cain là một ứng cử viên tổng thống cũng đã chết vì cái đã đi Tulsa. Thì bây giờ hy vọng là từ đây tới bầu cử nó... những cái rally của tổng thống nó không có nổ ra những cái vấn đề dịch bệnh, mà nói chung á, thì hiện giờ thì dịch bệnh nó đừng nổ ra quá lớn, thì nhiều khi nổ ra cũng chưa chắc là nhận diện được. Thì dĩ nhiên mỗi bên có một strategy, thì một cái thì Biden nó giống như là đang đánh trên không. TV. Tức là cái trong cartoon á, thì nó vẽ hai hình ảnh của hai bên. Lên võ đài thì ông Biden thì ông như ốm nhom, ông đứng. Ông Trump thì ông mập, ông to đứng trên võ đài, mà ông Biden thì ông đứng thôi chứ ông không có đánh ông Trump. Mà ông Trump thì ông mập mà ông đánh, nhưng mà ông đánh vô mình, ông đánh vô mặt ông. Thì tức là ý nói là cái chiến lược của bên phía ông Biden đó là bây giờ cái pattern, cái dạng của cái cuộc bầu cử này nó đương có lợi thế cho ông Biden, thì ông Biden đừng làm lỗi lầm gì, chỉ làm những chuyện không trả lời phỏng vấn trên TV nhiều, mỗi ngày đi một tiểu bang và nói chuyện ngắn một tiểu bang thôi, chứ còn không làm rầm rộ như Tổng thống Trump. Còn Tổng thống Trump thì ông làm rầm rộ gần như double down trong cái vấn đề COVID. Và có thể mình ở California mình sẽ miss out một cái câu chuyện rất là quan trọng mà các báo chí ở địa phương mới biết được. Mình chỉ nhìn thấy những cái biến cố lớn trên TV, nhưng mà thật ra ở ngay tại địa phương, ở Pennsylvania, Ohio, Florida, cả hai đảng luôn họ đều ráo riết làm việc, mỗi ngày vẫn đi gõ cửa người dân như thường, tập trung vào trước cửa các chợ rồi. Cho nên cái trận chiến đó rất là gay cấn ở mỗi người địa phương, chứ không phải không. Bây giờ nói về cái vấn đề tại địa phương đó thì mình nói chút về cái vấn đề ở vùng Little Sài Gòn. Thứ bảy tuần rồi thì có cái hai cuộc biểu tình, một để mà ủng hộ ông Biden và một bên là ủng hộ ông Tổng thống Trump. Và qua những cái video mình thấy nó xảy ra thì không có đẹp đẽ lắm, thì nó làm cho cái không khí gọi là thường thường cái mùa vận động tranh cử là mùa tưng bừng vui vẻ mà bây giờ nó hỏi là nó không có phải vui vẻ mà nó gần như là gây gổ với nhau, mà thiếu điều là muốn đánh nhau, thì nó có không khí đó nó không được đẹp. Giờ với cái không khí của người Việt mình như vậy, ở tại nước Mỹ mà như vậy, thì thí dụ trong tương lai ở bên Việt Nam mà nó có xảy ra là chế độ cộng sản sụp đổ, mà lần đầu tiên người dân mà bắt đầu bầu cử tự do cái, thì không khí có thể là nó sắc máu hơn nhiều. Đó là một điều có lẽ không tốt. Mình có thể chia sẻ với khán thính giả về cái sự kiện của tại vùng Little Sài Gòn thứ bảy vừa qua, giữa một bên ủng hộ Biden và một bên ủng hộ Tổng thống Trump. Dạ, đầu tiên là phải ôm lại cái diễn tiến nó như thế nào, chứ mình không thể nào phân tích mà không có vô từng chi tiết. Thật sự thì trong ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 10 vừa rồi á, thì có một cuộc biểu tình, một cuộc tuần hành được thông báo trước. Đó là cái tuần hành của những người ủng hộ Biden. Họ đã xin phép với chủ phố khu Catena Plaza trên đường Bosa. Và họ
làm cái chuẩn bị cuộc tuần hành từ trong khu parking lot tới đi ra ngoài là được. Bên phía ủng hộ ông Trump á, thì có nhiều rất nhiều cuộc tuần hành hồi xưa đến giờ rồi. Và mỗi lần họ làm, tụi em cũng có đi tham dự để làm, để lấy tin nhiều lần. Thì phải công nhận là mỗi lần mà họ tổ chức á, đông người đến dự. Nhưng mà bên phía ủng hộ ông Biden á, thì họ không đến. Và họ không đến phá. Ừ. Họ không tham dự thôi, chứ họ không có đến gây cản trở gì hết. Ừ. Liên tục khoảng chừng 45 lần rồi. Và có lẽ là giờ đến lần thứ 7 luôn. Phải. Ừ. Thì không thấy có dấu hiệu gì hết. Ngoại trừ một cái biến cố vào thứ 7 ngày 3 là có một cái vụ nào, có người nào đi dọc đường ở trong cái đoàn xe tuần hành nó giật cờ rồi nè. Thì cái đó là chuyện cá nhân không nói. Nhưng mà nói chung những cuộc mà người Việt mà ủng hộ cho ông Trump á, tổ chức thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Ừ. Là vì bên ông Biden không có đến gây rối gì hết. Ừ. Sáng thứ 7 vừa rồi đó, thì trong cái cuộc tuần hành của bên ủng hộ Biden á, thì một nhóm người ủng hộ ông Trump, đây không phải là do đảng Cộng Hòa, Orange County hoặc là bất cứ tổ chức nào, một nhóm người ủng hộ ông Trump, họ không có chuẩn bị, không có tổ chức, nhưng mà họ làm một cái cuộc biểu tình để chống lại biểu tình. Ừ. Cho nên nói thẳng ra là phải biểu tình chống biểu tình. Họ muốn đến đó để họ chống lại cái cuộc tuần hành mà ủng hộ cho Biden. Thì bên kia đang làm, thì họ đến, và cái cách mà nói chuyện đó, qua lại vậy, thì cái bên mà những người đến sau đó, họ có ý muốn là họ muốn ngưng hay là muốn làm cản trở cái cuộc tuần hành của những người ủng hộ Biden. Tại sao mình có thể nói như vậy? Là tại vì con đường Bosa nó quá rộng. Nếu mà bên phía ủng hộ Trump mà muốn đến có một cái cuộc biểu dương lực lượng, họ có thể đứng bên kia đường được. Ừ. Hoặc là họ có thể đứng cũng ở cùng một lề đường, nhưng mà đứng phía bên này. Ừ. Phía bên ông Biden họ đi trước, bên này mình đứng ở đây cũng được. Nhưng mà họ cũng có hai bên đứng sát với nhau. Thì phải công nhận cái việc mà gây rối ban đầu là cho những người ủng hộ Trump, họ đến sau. Ừ. Để họ muốn cản trở cái cuộc đi trước. Cái chuyện đó đó thì nó đưa một cái vấn đề lớn hơn, đó là thật ra mình sống ở Mỹ này, không phải là đảng Dân Chủ hay là Cộng Hòa gì không, mà bất cứ một cái chính đảng nào ở Mỹ mà muốn tổ chức một cái cuộc tập hợp để ủng hộ cho cái đảng mình, thì cái đó là quyền, đó là cái quyền bảo vệ, cái trong hiến pháp đã bảo vệ. Hiến pháp là tu chế số 1. Luật pháp nó bảo vệ, hiến pháp bảo vệ, và nó là cái truyền thống tập quán của người Mỹ luôn. Mình ở Mỹ bao nhiêu năm, thấy cả hai đảng đều tổ chức những cái buổi, ví dụ như 4 năm trước bà Clinton về đây thì cũng cử tri Dân Chủ kéo nhau ra ủng hộ cho bà. Cả hai đảng đều tổ chức những cái buổi tuần hành như vậy hết, và thường thường người ta tôn trọng nhau, cho nên bên này làm bữa này thì bên kia làm bữa khác. Nếu hai bên mà làm cùng ngày thì bên này đứng bên này được, bên kia đứng bên kia được, là cái chuyện nó đơn giản, tránh được cái... Cho nên trở lại cái vấn đề gốc đó là nếu mình đã là công dân Mỹ thì đương nhiên cái ngày tuyên thệ vô, mình đã tuyên thệ tôn trọng hiến pháp của Mỹ, và mình cũng chấp nhận cái hệ thống chính trị ở Mỹ, nó là một hệ thống chính trị đa đảng, lưỡng đảng đương đầu với nhau. Thì coi sẽ có lúc mình nhìn cái đảng bên kia mình thấy ghét lắm, mình thấy nó tào lao, có thể nó là thổ tả, nhưng mà cái quyền của họ để hành xử cái quyền đó thì mình phải chấp nhận, cho dù mình không thích đi nữa. Còn nếu mình không chấp nhận cái đó thì có lẽ trong trường hợp đó thì mình phải chọn cái nước nào mà nó là chế độ độc đảng thôi. Nếu mà mình không thích cái chế độ đa đảng thì mình có quyền chọn lựa, mà đâu ai bắt mình phải sống ở Mỹ. Cho nên có lẽ cái này là cái một cái mà người Việt Nam mình phải tập thành cái tập quán. Tôi thấy thì phía Việt Nam mình có những cái phát hiểu có lẽ là cũng là nghiên cứu về cái chính trị Hoa Kỳ, thì trong cái chính trị Hoa Kỳ là một cái chế độ dân chủ pháp trị và đa đảng, mà trong đó chính yếu là lưỡng đảng, hai đảng lớn và một số đảng nhỏ, và nó mô phỏng theo giống như một bộ môn thể thao, trong đó có hai đội nó đấu với nhau, và đấu với nhau thì hai đội phải đồng cân đồng sức, và cuộc đấu nó mới lý thú, và cái đội nào thắng thì là được hoan hô, được cổ vũ, và cái đội thua cũng là tôn trọng và cũng là chúc mừng. Đó là cái tinh thần của dân chủ. Và nước Mỹ được xây là một cơ thể, Mỹ được đi bằng hai cái chân, một chân của dân chủ và chân của Cộng Hòa. Chân dân chủ thì tôn trọng bình đẳng, chân Cộng Hòa là tôn trọng tự do, và hai cái chân đó đi với nhau. Và nước Mỹ bản chất là một quốc gia tư bản, thành ra nói dân chủ thổ tả hay là xã hội chủ nghĩa thì nhiều khi mình underestimate cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời mãi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.